Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lâm Khánh Chi nói thẳng về chuyện tình cảm sau khi bị chồng cũ tố ngoại tình đồ vợ hôn nhân. Chia sẻ của Lâm Khánh Chi sau vài tháng ly hôn vì hùng lộ ảnh cưới với chồng thu hút sự chú ý. Mới đây Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh khoe nhan sắc gợi cảm cùng dòng trạng thái, bày tỏ cảm xúc về chuyện tình cảm sau khi độ vợ hôn nhân thu hút được sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ, có những thứ không trân trọng sẽ mất đi, nhưng cũng có những thứ chúng ta rất trân trọng mà cũng không thể nào giữ được. Chân thành và thật lòng chưa chắc đã cho ta kết quả tốt, nhưng chân thành và thật lòng chắc chắn sẽ không hối tiếc thế thôi dưới bài viết nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của lâm khánh chi có thể thấy nữ ca sĩ là một trong những người đẹp chuyển giới thành công trong vi biết cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào vòng một đầy đặn cùng làn da trắng sáng u mê sắc đẹp này thích kiểu mặt của bà này dã man trong veo chị yêu ơi đẹp rạng ngơi chế, chế chi xinh đẹp dễ thương quá ngoài ra nhiều người cũng đồng cảm sâu sắc với triết lý mà lâm khánh chi chia sẻ lâm khánh chi nêu quan điểm về tình yêu Nữ ca sĩ gây chú ý của dư luận khi đăng tải hình ảnh mặc váy cưới và bày tỏ quan điểm về tình yêu. Hãy yêu một người vì bạn mà làm tất cả, chứ đừng yêu một người chỉ biết diễn tả tương lai. Bài viết của Lâm Khánh Chi nhận được sự ủng hộ, đồng cảm của người hâm mộ và không ít bình luận để rài rằng công chúa Lâm Khánh Chi sẽ sớm tìm thấy tình yêu thật sự. Sau khi chia tay chồng trẻ vào cuối năm 2021, Lâm Khánh Chi được cho là có tình mới nam diễn viên trẻ Song Duy. Tuy nhiên, người đẹp không lên tiếng xác nhận về mối quan hệ này mà chỉ cho biết bản thân vẫn cảm tiếc nuối khi ly hôn với ông xã Vi Hùng. Tôi vẫn không quên được anh Hùng, vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn muốn anh ấy có cuộc sống tốt và hạnh phúc. Diệu Nhi khẳng định chủ quyền tình yêu. Diệu Nhi anh Tú gây choáng váng cho các fan khi công khai đã đăng ký kết hôn từ 3 năm trước. Và hiện tại, cả hai đang tất bật chuẩn bị cho lời cưới sẽ diễn ra trong thời gian gần nhất. Ngoài những lời chúc phúc mà người hâm mộ gửi đến cặp đôi, có không ít fan bày tỏ sự mến mộ, vẻ ngoài điện trai, thần thái ngút ngàn của ông xã Diệu Nhi. Trước sự mến mộ của fan girls, nữ diễn viên Diệu Nhi hài hước đăng ảnh của mình và khéo léo ngầm khẳng định chủ quyền. Ánh mắt chị vẫn luôn theo dõi mọi người hay mắt không thấy tim không đau cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước động thái trên của Diệu Nhi và đưa ra lời khuyên rằng anh tú giờ là người đã có vợ thì bớt đẹp trai lại. Á hậu Diễm Trang hạnh phúc mang thai lần 2 Mới đây Á hậu Việt Nam 2014 Diễm Trang gây bất ngờ cho người hâm mộ khi tiết lộ về việc mang thai lần 2 trên trang cá nhân. Người đẹp đồng thời cũng khoe khoảnh khắc rạng rỡ bên ông xã với bụng bầu lâm xơm. Được biết Diễm Trang đang mang thai ở tháng thứ năm và vừa trải qua giai đoạn ốm nghén đầy mệt mỏi. Nhiều tháng gần đây tôi hoàn toàn biến mất khỏi các sự kiện, chương trình, tạm gác công việc sang một bên, hầu như toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình là vì tôi ngán quá, ngán cùng những ngày dưỡng thai ổn định, Diệm Trang viết. Bên cảnh đó người đẹp cũng thừa nhận lần mang thai này cô gặp nhiều vấn đề về tâm lý nhưng may mắn nhờ sự quan tâm từ gia đình ông xã nên đã vượt qua được mọi khó khăn hiện cô và chồng đều rất hào hứng mong chờ đến ngày thiên thần chào đời con đến với ba mẹ lúc bất ngờ nhất đôi khi nhắc lại còn không tin không hiểu tại sao chỉ biết nhìn nhau ngớ người rồi cười hôm nay mới dám bộc bạch niềm vui nhỏ của mình ở đây mong chặn đường phía trước của mẹ con ta bình yên mạnh mẽ mạnh khỏe để gia đình chào đón con bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo